Hello, xin chào mọi người. Đây là Na dưới nhà mình nghe. Là tầm khoảng 25 tới 30 là mình có thể thu hoạch được nha mọi người. Cuối tháng 11 là mình mới thu hoạch nha. Đây cho mọi người xem. Tăng 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 tăng. Đó, trời ơi, một trái na dứa không một vết tì. Đây cho mọi người xem nha. Quá tuyệt đỉnh luôn. Mát trời ông địa luôn. Mà cái này là chưa có mà hái được nha mọi người. Tại sao mà mình nói chưa hái được? Là cái da của nó nè còn hơi xanh nha mọi người. Đây, nó chưa có ửng vàng như những cái trái mà như thế này nè. Mình hái xuống mình ăn á, là độ chín của nó chưa có nhiều nha mọi người. Chưa đạt được 90% nha. Ít nhất mà mọi người hái na dứa á, là độ chín của nó tầm 80% tới 90% thì ok hơn ha. Đây cho mọi người xem. Mà tại vì mình hiện giờ là mình đi tỉa trái được hai. Đây cái trái này nó cũng bự rồi nha mọi người, nhưng mà mình không có tháo ra được nha. Tại vì tháo ra cái tháo hoài luôn á. Nó thấy mê man không? Như vậy mới đúng là tuyệt đỉnh của na dứa nha. Đây mọi người chú ý ha. Những cái trái mà bự á, đây mọi người chú ý đi. Cái cuốn của nó rất là bự. Cái cuốn của nó rất là bự. Thứ hai nữa, mấy bạn xem những cái mắt nha. Đây những cái mắt của nó nè, cái mắt ở trên cuốn nè, để mình dạt lá nha cho mấy bạn nhìn cho kỹ ha. Những cái mắt của nó cũng bự nha. Đó, khi mà mấy bạn tỉa trái mà lựa trái đó thì mấy bạn nên chú ý lựa những cái trái mà nó có cái mắt rất bự 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 vậy nè. Nó bự bự vậy ha, mà nó cái đầu ở trên đây nó phải bằng luôn. Đó, đây là cái đầu nó bằng. Rồi thứ hai nữa, cái cuốn của nó bự nè. Thứ ba nữa là cái nhánh của nó, mấy bạn thấy không, là tia gặn nó vơ qua vơ lợi á. Thì vợ chồng mình á là lấy dây này cột lại nè, mình lấy dây mình cột lại chứ mình không dám cắt bỏ. Các bạn thấy ha, mình không dám cắt bỏ tại vì cái lá này nè nó ảnh hưởng cho tới cái cuốn này. Thì cũng như mấy bạn có thể cắt bỏ thì nó cũng có lớn, nhưng mà nó lớn sẽ không được như có cái nhánh như thế này. Tại vì có cái nhánh này giống như ra như cái nguồn nước vậy đó, nó sẽ rút dinh dưỡng lên tiếp cho cái trái mãng cầu của mình, các bạn biết không. Đó, khi mà tại vì vô nhập mùa đông á, là trái đợt hai của mình á, là nó cái cuốn cái lá này nè rất là ít, cho nên mình cũng phải khi mà mình cắt cái cuốn này, phải không, cắt cái trái ngay đây thì mình cũng vẫn trừ cái lá này lại để cho cái lá này nó nuôi dưỡng cái cây nó, rồi nuôi dưỡng thêm cái trái đợt hai. Để mình đi xa cho mấy bạn xem nè. Nó hiện giờ là trái đợt hai của mình bọc vô rồi. Đây là trái đợt hai của mình nè. Đó là mình tầm cuối tháng này á là mình bọc. Khi mấy bạn mà bọc vô rồi đó thì cái trái đợt hai này nó mới bắt đầu lớn nè. Mấy bạn thấy trái đợt hai của mình không? Đó, mình tỉa lá như thế này để mà mình xịt thuốc. Còn những cái trái, mấy bạn thấy cái cuốn nè, những cái cuốn trái của mình nó rất là bự. Những cái trái mà có cái cuốn nhỏ nhỏ này mình tỉa bỏ nè, mình không có chừa nó. Mình chừa những cái trái mà cái cuốn của nó bự. Từ khi nào mà mình bắt đắc dĩ á, chẳng hạn như mình không có thì mình mới chừa những cái dạng như là dạt này kia đồ thôi. Chớ mà có thì mấy bạn nên chừa những cái trái mà những có cái cuốn bự bự này nè. Đó, mấy bạn thấy ha. Mình chừa lúc nào mình cũng nhìn cái cuốn ở trên đầu nó như nè. Nè, cho mấy bạn xem những cái trái mà mình chừa. Lúc nào mấy bạn cũng chú ý cái cuốn của nó. Cái cuốn của nó rất là mập. Cái cuốn của nó mập á thì nó mới có thể là nuôi cái trái mập được. Cũng như á, người đàn ông mà có bờ vai vững chắc thì nuôi dưỡng gia đình vậy đó. Tôi nói với tôi ví dụ chứ không biết ví dụ như cái gì luôn á. Cái trái này nó bự nè mọi người. Tôi không có tháo ra nữa nha, tôi tháo ra mất công tôi bọc anh. Thì cái trái cấp mới nãy thì đây nè, trái đợt hai của mình nó bự nè mọi người ơi. Nó bọc vô rồi là nó lớn à. Mấy bạn bọc vô là tự nó lớn nha. Đây cho mấy bạn xem ha. Nó cái bọc này là tôi tháo xuống đi. Đó, thấy không, quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời ông mặt trời. Rồi cỏ đầy luôn, hôm nay là không có thời gian đi cắt cỏ luôn. Nó gãi phân xuống cho nhiều cho cỏ ăn đi. Cỏ đẹp hơn tôi ăn, cỏ đẹp hơn của tôi nữa. Đây mãng cầu nha, mình sẽ quay cho mấy bạn xem đợt hai của mình ha. Có cây con nữa nè, những cây con của tôi nè. Cây hồi hôm này là tôi trồng hôm
tháng 5 năm rồi tới tháng 5 năm nay là một năm, nhất này tháng 11 năm mấy rồi nè, cây này là năm mấy nè nha. Đó, bây giờ tôi cột nó lên, tôi chưa có che chổi nữa nè, công việc cả đống luôn. Này, trái này là trái đợt 2 ha, ở bên ngoài là đợt 1, còn đợt 2 là bên trong. Đây bắt đầu là trái đợt 2 chuẩn bị cắt nha, là bắt đầu trái đợt 1 tấn lên. Đó. Nhưng mà những cái trái mãng cầu như thế này nè, vô tới tuổi này là nó ngưng rồi nha, nó sửa sẵn. Cái này chưa tỉa này nha, cái hàng bên đây tôi chưa có đi tỉa, cái trái này là bỏ nè. Các bạn thấy nó hơi chạy chạy ha, nó chưa có trái này thôi nè. Mấy bạn xem chú ý ha, là những cái trái mà đợt 2 á là nó ít có ra cuốn dài, thấy không, mình nói đúng không? Đợt 2 á được có hai lá lè thè, bỏ mẹ nó đi để làm gì ha, có hai lá lè thè không, ít nhất mình cũng phải chừa nó gì nè, là lúc nào cũng vậy. Vô mùa đông á là cái cuốn này nè lúc nào nó cũng ít hết trơn á, nó bị đứt đọt, mấy bạn biết không, nó bị đứt đọt. Cho nên á, tại sao mà khi mà đợt 1 á mình kêu mấy bạn nhớ chừa nhánh lại, đừng có cắt bỏ. Có người Đài Loan họ làm họ cắt bỏ nha, nhưng mà mình thì mình không có cắt bỏ. Thì mấy bạn thấy cái cây của mình không, nó xanh dờn, xanh nó xanh dờn không, nó thì lá nó đầy đủ á, nhánh đầy đủ thì nó sẽ nuôi trái đầy đủ, nuôi cây đầy đủ. Thì cũng như á, mình ở nhà tường với nhà lá gì đó, mình ở nhà tường bão tới thì nó không có sập nhà, còn nhà lá thì nó hay chóc nóc vậy đó. Dạng như mình cũng phải cây cối nè, nó trái nè, nhánh nè, mình cũng phải chừa cho nó đàng hoàng. Cái này nè mấy bạn, cái nhánh này là bị gió nó quẹt nè, nó bị xấu nha, nhưng mà cái cuốn của nó rất chà bá lửa nha, cũng phải bỏ nha, không có để được những trái như thế này thì không có bỏ, không có để được. Tại vì bên đây á cạnh tranh thị trường dữ lắm, có con đốm hai đốm là nó chê rồi. Đó, những cái trái phải tuyệt vời như thế này nè, gai như thế này nè. Mấy bạn bây giờ thấy những cái gai mà nó chôm chỉa gì phải không, tới lúc mà nó bự lên rồi phải không, nó căng ra rồi hay là mất tiêu chưa, mất tiêu mấy cái gai đó, nhìn nó đã lắm. Nhưng mà cái trái cốc nãy tôi quay cho mọi người xem á, đây cây này là cây con nè, cây này là cây con tầm mà cây này chừng trên 2 năm rồi, 2 năm mấy rồi nè mọi người. Nó tôi chừa nè, cái thân của nó chặt lên hai cái, nó lên xong rồi bắt đầu tôi quàng nhánh nè. Mọi người thấy tôi quàng cái nhánh của nó không, này tôi cho kỹ đó. Nó lên rồi tôi quàng nhánh nè, đó, từ ở dưới tôi cho lên nè, 2-4 nhánh rồi đó, bên đây nhánh nữa nè, 5 nhánh đó. Cái cây nó chà bá luôn. Tới lúc đó mấy bạn mà quàng theo cái kiểu của mình ha, mấy bạn đi ruộng ha, khỏi đội nón, nhẵn mát như thường. Khỏi đội nón, nhẵn mát như thường nha. Tại vì cái cây nó tàn của nó bự á, cái tàn của nó bự á, là nó che hết ánh nắng mặt trời, khỏi đội nón. Đó, nè, thấy không, tôi quàng ra. Trái đợt 2 bắt đầu nó lớn rồi nè. Tại vì đợt 1 bọc vô xong là đợt 2 bắt đầu nó lớn. Rồi bây giờ đợt 2 bắt đầu nó phát triển nha, bắt đầu đợt 1 nó phát triển rồi nha. Đó, những cái trái tôi hiệu của tôi bây giờ nó bự rồi nè. Đó, mình thấy chưa, thấy gì chưa, nó bự chà bá rồi nè. Nó thì bây giờ trái đợt 1 tôi bắt đầu phát triển, là đợt 2 này nó ngưng rồi nha, nó phát triển tầm tới bây giờ là nó ngưng rồi. Bắt đầu nó sẽ nhường lại cho đợt 2 ăn, nó nhường cho đợt 2 tôi ăn. Đợt 2 tôi ăn xong rồi tôi sẽ cắt lên một mớ xuống, rồi tôi sẽ bọc đợt 1. Tôi bọc đợt 1 xong là bắt đầu hay là nó ngưng lại nữa. Thì trong cái thời gian mà quá trình của mình tính á, thì mấy bạn phải tính ra cái quá trình của cái cây trái của mình. Cũng như bây giờ tôi bọc đợt 1 lại nè, tôi bọc lại là cái trái này trong vòng 1 tháng nó thích nghi thời gian, với nó tầm 20 ngày à, tầm 20 ngày nó thích nghi thời gian bên trong. Thì cái trái đợt 2 này nè, nó ăn. Đó, khi mà nó ăn xong á, tầm 20 ngày xong rồi là bắt đầu tới cái trái đợt 1 tôi nó lớn, là cái tới cái thời điểm nó ngưng rồi. Tới cái thời điểm đợt 2 này là nó ngưng. Cái thời điểm này trái nó bự như vậy là nó ngưng lớn. Đó, khi mà cái trái đợt 1 này nè, bắt đầu là tôi cắt. Bắt đầu trái đợt 1 đang lớn mà, bắt đầu tôi cắt. Tôi cắt tầm khoảng chừng 3-4 lần nữa, 3 lần. Cắt trái tầm 3 lần, 3 lần là khoảng 3 tuần. Đó, thì tôi quay trở lại, tôi sẽ bọc trái này. Thì tôi khi mà tôi bọc vô xong rồi á, thì nó sẽ thích nghi thêm 1 tháng nữa. Các bạn biết không? Nó sẽ thích nghi thêm 20 ngày nữa. Nó nằm trong cái bọc nó thích nghi, nó không có lớn. Thì tha hồ cái trái đợt 2 mà nó ăn.
tha hồ cái trái đợt hai này mà nó ăn nó nuôi trái. Thì khi mà mình theo cái quá trình á, cái quá trình của cái cây á, giống như gan như cho cái thằng đợt một ăn thì đợt hai nó ngưng, nó không ăn, còn cho đợt hai ăn thì đợt một nó ngưng. Nhưng cái từ mà tôi nói ngưng đây á là không phải là hoàn toàn nó ngưng luôn, nó cũng có ăn mà nó ăn ít. Nhưng mà cái đợt hai này hiện giờ cái trái này là tôi chuẩn bị thu hoạch nè, là thường thường á cái trái này nó lớn á là nó lớn 2 tuần sau nha, 2 tuần sau. Hiện tại bây giờ là nó đang lớn rồi nè, tầm 1 tuần trước á, tầm 1 tuần là nó đang vận chuyển chuyển màu, còn nó sẽ lớn từ từ. Cái này là cuối tháng 11 là tôi tuần sau nè, tuần sau là tôi có cắt rồi nè, tuần sau cái này là tôi cắt, bảo đảm luôn. Cái này là tuần sau cắt, cái này nó bự rồi, cái này tầm 600-700 gram là ok rồi đó, 600-700 gram là ok nè, cái này bảo đảm luôn. Nhưng mà tôi chưa có cắt, tôi để tuần sau mới cắt để cho nó lớn lên nữa. Tại vì nó lớn á, thường thường nó lớn là tầm 2 tuần cuối. Cái tuần cuối á, những cái trái bự nào là nó bự gì nè, nó bự là nó bự nha, tầm tuần sau là ok. Thì tôi để tuần sau tôi mới có cắt, chứ tuần này thì chưa nha. Đó, khoảng khoảng tầm 25 tháng 11 chắc có thể là ra vợt một mớ được, tại vì trái nó bự rồi nè, trái nó bự rồi đó. Thì cho mấy bạn xem cái dạng cũng như là cái cây na dứa này, cũng như là mình tính toán, mình cắt nhánh hai đợt thì mình tính toán cho nó dạng mình bọc vô đợt một. Trời ơi coi nè, có trái nó đẹp mấy má ơi, nó đẹp coi nè. Cái cuốn của nó dài đẹp, tôi bảo đảm trái này mà nó không ký mấy nữa thôi á. Tôi nói thiệt, tôi mê quá mọi người ơi, tôi quá mê luôn rồi, mê dữ dằn luôn á. Thôi quay tới đây hơn nha. Nè, trái bự, trái bắt đầu bự rồi nha mọi người. Đây, trái bắt đầu bự rồi mọi người ơi. Tiền lúa gạo vô rồi, gạo vô. Tôi thấy mà tôi mất mừng, tôi mừng trong bụng tôi quá chừng luôn á. Gạo vô rồi nha mọi người. Rồi thì mình cũng mong mọi người ai cũng có thể làm mãn cầu trúng nha mọi người. Cầu mọi người năm nay bán trúng giá nha, mãn cầu sẽ đẹp. Thì những bạn nào mà năm nay á mà làm hơi thất bại một tí không sao, mình năm tới mình làm lại ha, thì mình từ từ mình cũng sẽ biết thôi. Hồi xưa mình cũng vậy, mình cũng từng thất bại cũng vài năm, cho nên từ từ mình sẽ biết ha. Thì mấy năm đầu thì mình hơi thiệt chút xíu, thì mấy năm sau mình sẽ lấy lời những gì đã mất nha mọi người. Chúc mọi người thành công nha mọi người ơi, tạm biệt nha, tiếp tục đi tỉa trái nữa nha mọi người.